nhau thật không nhiều. Hoàng Long Thanh Số xin kính chào bác Phùng ạ. Vâng ạ, hôm nay theo đặt hàng của bác thì anh em chúng cháu có bỏ chiếc sụp JBL ra để test cho bác đấy ạ. JBL 120P sở hữu một màu đen bóng piano rất là sang trọng bác ạ. Bát 3 tấc, bát 30, mặt trước mặt y căng bằng lụa, rất là nhìn là rất là đẹp và sang trọng bác ạ. Để nói là tổng thể thiết kế thì không thể chê vào đâu đâu. Cháu cho bác ngắm nhìn ngoại hình của chiếc JBL 120P. Xong giờ cháu sẽ bật xúc lên để cho bác thưởng thức và thẩm định cái chất âm, chất bát của nó đưa ra. Hiện giờ cháu đang đưa ra đây, đang bật xúc đây. Bác nghe nhá, tiếng bát nó rất là sâu, nghe rất là êm dịu. Không hề có một cảm giác nhức nhói gì. Để nó cắt tần số rất là tốt, đem lại cho ta một cảm giác nghe rất là hưng phấn và lại rất là thoải mái. Và có một cái cảm giác là nghe cả ngày không chán ạ. Chút nữa cháu sẽ gửi video cho bác và bác nghe. Và trong khi nghe bác cố gắng đeo một cái tai nghe cho cháu thì sẽ nghe được hết các giải âm trầm và súc nó đưa ra. Vì loa điện thoại và loa TV nó cũng không thể phô diễn được hết các giải âm trầm của nó đưa ra bác ạ. Bây giờ sẽ ngắt súc đi một tí. Đấy, bác lắng nghe nhá. Nó có một sự khác biệt rõ ràng khi tiếng súc không hỗ trợ giải âm trầm nữa. Mặc dù cháu có dùng một chiếc đẩy K950 ghép với một chiếc vang KF6 để đẩy đôi loa WeWood full đây, 330 tép kèm. Loa này thì nghe giải trống nó rất cao, nhưng khi tắt xúc thì bác nghe này nó vẫn có một cái gì rất là khô khan, không được hỗ trợ giải xúc. Và giờ cháu lại tiếp tục bật xúc lên đấy, bác nghe nhá. Rất là khi tiếng xúc hỗ trợ thì nghe các giải âm rất là ấm. Và giờ cháu xin phép được đóng hàng gửi đi cho bác nhé. Cháu xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin kính chúc bác có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui cho cuộc sống bác ạ. Cháu xin chào tạm biệt bác và hẹn gặp lại bác ạ.